Chào mừng tất cả các em đến với bộ môn tin học lớp 6. Ở bài trước, bài 13, thầy đã hướng dẫn các em làm quen với soạn thảo văn bản có một số chủ đề như sau. Thứ nhất, làm khởi động Word. Thứ hai, làm tìm hiểu trên cửa sổ Word. Thứ ba là tạo văn bản mới và mở văn bản có sẵn. Và cái cuối cùng là lưu văn bản. Ở bài học tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em cách để soạn thảo một cái văn bản đơn giản. Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản. Sau đây chúng ta đi vào phần trọng tâm. Phần thứ nhất, các thành phần của văn bản. Thì các thành phần chính gồm, thứ nhất là ký tự. Ký tự nó là những con số, ký hiệu. Thứ hai là dòng. Dòng là tập hợp các ký tự nằm trên đường ngang ha, từ lề trái sang lề phải. Cái thứ ba là đoạn. Đoạn là nhiều câu liên tiếp nhau ha. Cái thứ tư là trang. Trang là phần văn bản được thể hiện trên một trang in. Nó còn được gọi là trang văn bản. Đây, thầy đã cắt vào một ví dụ ha. Ví dụ mình là có một cái bài thơ ha. Rồi, thầy sẽ chỉ ra thế nào là một ký tự ha. Đây, chú thích ha. Một từ, một dòng, một đoạn ha. Rồi, một câu ha. Rồi, bạn nào chưa nắm vấn đề này thì chú ý kỹ ha. Nó một ký tự á thì mình phải biết như thế nào, một từ là như thế nào, một đoạn, một dòng và một câu như thế nào nha. Rồi, rồi thầy có một cái bài tập nhỏ ha để mình phân biệt được. Rồi ha, cũng bài biển đẹp luôn ha. Rồi cho thầy biết câu hỏi thứ nhất, văn bản trên đây có bao nhiêu dòng ha? Cái này mình đếm ha, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, rồi có nhiều đoạn ha, rất dễ ha, hai đoạn ha, đoạn trên đoạn dưới ha. Rồi bao nhiêu câu ha? Rồi hai câu ha, đoạn trên còn dưới ha. Rồi ký tự đầu tiên ha, đầu tiên là chữ B. Rồi, rồi cái cuối cùng, ký tự cuối cùng là gì? Rồi, dấu chấm ha. Rồi tiếp theo mình qua tìm hiểu cái phần con trỏ soạn thảo ha. Rồi đây, thầy đã chụp cái màn hình của Word 2003 ha. Nhà bạn nào có 2007, 2010 thì cũng giống nhau ha. Rồi đây, cái gạch đứng dài ha, nó là gì? Con trỏ soạn thảo ha. À, nó hay chớp chớp ha, mình mở Word mình thấy ha. Còn cái con mà di chuyển được là mình gọi là con trỏ chuột ha. Rồi, nó là một vật đứng ha, đây ha. Rồi, thầy ghi rõ ha. Rồi, ý hai ha. Trong khi mà mình gõ văn bản ha, thì con trỏ soạn thảo nó sẽ di chuyển ha, từ trái qua phải ha, và tự động xuống dòng ha. Rồi ha, đây thì có lưu ý ha, mình phải phân biệt được con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột ha. Rồi tiếp theo, rồi cái này quan trọng ha. Ví dụ như mình gõ một cái đoạn văn bản ha, mình thấy nó không phù hợp ha, mình muốn thêm một hoặc vài ký tự hay là một câu gì ha, thì mình sao, mình mới di chuyển cái con trỏ soạn thảo nó tới vị trí cần chèn ha. À, bằng cách này ha. Rồi, di chuyển đến ngay cái vị trí mà mình cần thêm nội dung vô ha. Mình có thể sử dụng các phím mũi tên ha, phím home, phím end trên bàn phím. Rồi tiếp theo, rồi cái quy tắc gõ văn bản ha, cái này quan trọng ha. Rồi cái thứ nhất là trước các dấu ngắt câu, dấu chấm nè, dấu phẩy nè, dấu hai chấm nè,
chấm than, chấm hỏi ha, là mình không được có gì dấu cách hay gọi là cái khoảng trắng ha. Rồi cái dấu mà dài nhất cho bàn phím đó, dấu cách đó. Rồi ý hai là sao? Các dấu mở hoặc hoặc các dấu mở nháy đây ha, mở ngoặc ha, mở nháy ha, mình cũng không được cái dấu cách thôi ha. Rồi trước các dấu gì? Dấu đóng ha, dấu ngoặc và các dấu đóng nháy ha, đây ha, mình cũng không được cái dấu cách ha. Rồi các từ ha, phân cách nhau bởi một ký tự trống ha, dấu cách ha, được tạo ra bằng cách mình nhấn cái phím gì, space bar ha, cái phím dài nhất trên cái bàn phím ha, thầy có nói rồi ha. Rồi rồi cái cuối cùng ha, để hết một cái câu hoặc đoạn ha, mình nhấn enter ha, để mình xuống dòng ha. Rồi thì có một bài tập nhỏ ha, sau đây mình tìm ra cái lỗi sai đoạn văn bản ha. Rồi tìm ra cái gì, phần thiếu ha, thiếu dấu cách ha. Rồi đây ha, rồi 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 sau đây ha, cái câu này thì mình tìm cái gì, phần dư ha, phần dư, phần thừa dấu cách ha. Rồi đâu đây ha, đâu đó, rồi đây kế bên ha, rồi đây ha, sau dấu phẩy ha, ha. Trước các dấu ha, dấu ngắt ha, mình phải ký tự mình phải sát vô ha. Rồi thừa khoảng trắng ha, rồi ở đây nữa ha, rồi ở sau nữa ha. Rồi cái thứ tư là cái quy tắc mình gõ văn bản chữ Việt ha. Rồi cái gõ văn bản chữ Việt thì mình cũng đơn giản thôi, thì đây thì có cái bàn phím ha, trên bàn phím thì mình nhìn theo cái chuẩn của nó thì nó sẽ không có các cái phím mà có tiếng Việt ha, như phím á, phím phím ô, phím ơ, phím ư ha, không có ha. Thì làm sao để có được những cái chữ này trong cái lúc mình soạn thảo văn bản thì mình chắc chắn sẽ nhờ một cái chương trình hỗ trợ ha, ha thầy ghi rõ ha, để gõ được các ký tự có dấu ha, từ bàn phím ha, chúng ta cần có sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng ha, được gọi phần mềm hỗ trợ ha. Thì hiện nay á, mình xài rất là nhiều phần mềm mà gõ chữ Việt ha, ngay cả trong trên điện thoại smartphone của mình cũng có những chương trình hỗ trợ gõ chữ tiếng Việt ha. Rồi ở đây trên máy tính thì thầy sẽ giới thiệu một cái số cái phần mềm phổ biến ha, ví dụ như Việt Cây ha, Uni Cây ha, ha ABC vân vân ha. Rồi ở đây thầy chọn một cái phần mềm ha, phần mềm thì đa số được nhiều người sử dụng ha, đó là phần mềm Unicay ha, cái này của Việt Nam mình sản xuất ha, Việt Nam mình làm ha. Rồi cái phần mềm này nhằm mục đích là gì, mình gõ được cái chữ tiếng Việt có dấu trên cái phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word ha. Rồi đây là cái giao diện của nó ha, rồi mình sẽ sử dụng cái phần mềm này để mình sau này mình soạn thảo văn bản luôn ha. Rồi thầy sẽ mới trở lại để gõ được dấu ha, dấu sắc ha, dấu quyền ha, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng ha, thì mình sẽ sử dụng những cái phím này ha. Đối với kiểu gõ mini mình sẽ sử dụng cái bàn phím bên cái hàng cơ sở ha, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 ha. Rồi đối với kiểu gõ mini ha, mình sẽ sử dụng các cái phím này ha, phím này phím kết hợp ha. Rồi ví dụ mình muốn gõ sao dấu sắc ha, mình muốn gõ chữ gì, chữ á này ha, à
thì mình sẽ nhấn cái chữ A trước, xong mình nhấn cái chữ S nữa, nó sẽ ra cái dấu sắt ha. Giản khi nào thực hành ha, thầy sẽ nói rõ phần này ha. Rồi tiếp theo, rồi khi mà mình trên màn hình và chữ in ha, và in chữ Việt thì chúng ta còn được hỗ trợ bởi các tập tin đặc biệt được cài sẵn trong máy tính ha. Các tập tin này được gọi là phông chữ tiếng Việt ha. Rồi đây thầy xin giới thiệu một số phông chữ tiếng Việt được cài đặt sẵn ở trên cái phần mềm hệ điều hành của mình ha. Rồi ha, các cái phông ViniTime ha, ViniAudio ha, rồi ha, rồi một số cái phông chữ mà chuẩn Unicode ha. Rồi Unicode để mình sao mình gõ chuẩn, đúng chuẩn tiếng Việt luôn ha. Rồi Tiny Roman IDO ha, rất nhiều phông khác ha. Rồi có một số lưu ý dành cho các em ha, để mình gõ được chữ Việt mình cần chọn cái tính năng của chương trình gõ ha. Ngoài ra để khi hiển thị và in được cái chữ Việt thì mình cần chọn đúng cái phông chữ ha, với lại mình chọn đúng cái chương trình gõ ha. Thì ví dụ để gõ được cái phông Tiny Roman ha, thì mình phải chọn kiểu gõ ở trên cái phần mềm UK là gì, là gì phông ai phông gì Unicode ha. Thì cái đó khi ở nhà các em á, em mở cái phần mềm UK ha. Còn nếu mà mình phần nhà phần mình không có cái phần mềm gõ chữ tiếng Việt UK thì mình có thể lên Google ha. Google mình gõ cái chữ là tải UK ha. Thì nó sẽ hướng dẫn mình chi tiết, mình tải về mình sử dụng luôn ha. Rất là dễ. Bây giờ có Google, lên Google thì nó sẽ hỗ trợ chỉ mình rất là nhiều ha. Rồi. Đây ha. Thì ví dụ ha, thì để mình gõ cho nhanh cho chính xác ha, thì các em gõ hết một từ rồi sau đó mình mới bỏ dấu ha. Đây ha. Rồi giờ lưu ý ha, nếu mà mình đã gõ sai ha, mình có thể là thay đổi cái dấu khác ha, chứ không cần mà mình xóa hết một cái từ đó mình gõ lại ha, như vậy nó mất thời gian ha. À, chọn kiểu gõ ha. Rồi sau đó mình mở cái phần mềm Word mình lên, mình sẽ chọn cái phông ha Tiny Roman hoặc IDO. Rồi cái cuối cùng là thầy có dặn dò cho các em ha, mình chọn một trong hai kiểu gõ Vini hoặc Tablet ha, để gõ tiếng Việt có dấu ha. Rồi rồi cái thứ hai nữa là mình ghi nhớ cách sử dụng phần mềm UK ha. Rồi cái này quan trọng ha. Rồi cái thứ ba là thực hành gõ một đoạn nội dung bất kỳ ha, giới thiệu về bản thân, ví dụ ngày tháng năm sinh, họ tên, giới tính, sở thích ha. Mình cứ gõ bình thường vào máy, giờ mình gõ mình xem mình gõ có đúng cái phông chữ tiếng Việt hay không ha. Còn nếu mà mình gõ chưa đúng có thể là mình xem lại cái phần nội dung thì vừa giảng ha. Rồi cái cuối cùng là xem và chuẩn bị nội dung của bài thực hành số 5 của sách giáo khoa trang 109 ha. Rồi rồi ở bài này ha, thầy muốn nhắc các em quan trọng là chỗ mình phải biết cách là sử dụng phần mềm UK, tại vì phần mềm UK nó sẽ chứa cái kiểu gõ Vini một Tablet ha, trước khi bắt đầu vào bài để mình gõ một nội dung bất kỳ trên phần mềm soạn văn bản. Thầy yêu cầu các em nên xem máy mình đã có được cài đặt phần mềm UK hay chưa, nếu chưa có mình cài đặt, nếu có rồi thì mình phải chọn đúng kiểu gõ ha, kiểu gõ Vini hoặc Tablet, với lại mình chọn đúng cái
bản mã ha, để mình sử dụng, mình gõ cho chính xác hơn. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.